Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Nay nên sắm cho anh em một cái mẫu loa đến từ thương hiệu là Agnot Sơn Ca Media. Với thiết kế thì thân thùng loa được sơn một lớp sơn màu xanh xanh bộ đội các bạn nhìn khá là đẹp đấy, và có cái dáng bắt mắt đúng không ạ? Và cái lớp sơn này thì nó cũng chống bám bụi bẩn cho anh em đó. Rồi về bên trên nhé, bên trên này thì họ thiết kế chúng ta hai cái lỗ để các bác có thể là cắm hai cái tem mic đấy, và mic của Agnot các bác nhìn này rất là chất lượng luôn đó, rất đẹp đúng không, và chụp là chụp inox để chống gì đó, nhìn rất chuyên nghiệp rồi. Và cuối cùng thì bên đây thì chúng ta sẽ có một cái tay để chúng ta cầm để có thể là kéo nhé. Cái này để chúng ta kéo di chuyển hoặc là tay xách hai bên để các bác có thể là hai người là cùng khênh đó. Và con này thì nó được thiết kế là một bát 40 đó, một bát 40 này đấy, và một loa xếp kèn, nhìn thì nó như là một chiếc loa full 40 thôi đấy. Nếu mà nhìn mặt trước này thì chúng ta nhìn nó rất là giống một chiếc full 40 đấy, bát 40 và xếp kèn. Và cái dòng này thì nó cho phép chúng ta là hát tiếng cực kỳ là sáng tiếng, bay tiếng. Rồi bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một cái tem của Agnot này. Đây là chúng ta hàng trưng bày nên là chúng em vô tình làm xước rách mấy cái tem. Đấy, còn anh em mua hàng thì chúng ta sẽ bốc gửi hàng nguyên thùng cho anh em nhé. Đây là hàng trưng bày bên em. Rồi với cái hệ thống bảng mạch vang điều khiển ở đây thì chúng ta sẽ có thể điều khiển rất là nhiều tính năng, như là master, đây là to nhỏ của cả mic lẫn nhạc luôn anh em nhé. Đó. Rồi đây là chúng ta sẽ có chỉnh to nhỏ nhạc riêng. Đấy, to nhỏ nhạc riêng này. Rồi đây chúng ta chỉnh chép này, bass này. Đó, ba phần này chúng ta chỉnh nhạc nhé. Ở dưới thì chúng ta sẽ chỉnh echo, chép mic, bass mic và volume mic 1, mic 2. Đó, rất là hay. Và có nhiều anh em hỏi rằng là tại sao ở đây là có volume rồi lại có thêm mấy cái volume của nhạc của mic nữa. Thì ở đây là ví dụ như là anh em chỉnh hát ở tầm hướng 1 giờ này, cả mic cả nhạc đi đúng không ạ, thì muốn to cả nhạc cả mic lên thì chúng ta chỉ cần việc là vặn cái này lên thôi, thì nó đồng bộ là cả nhạc cả mic nó cùng lên đều nhau, cân bằng nhau nhé. Đấy, thay vì chúng ta phải chỉnh hai nút thì chúng ta sẽ chỉnh cái này là nó sẽ lên cả. Đó, đó là cái ý đồ của người nhà sản xuất, họ đã thiết kế chúng ta như vậy. Và con này thì chúng ta sẽ kết nối được hai đường, là một là đường Bluetooth này đấy, và hai là chúng ta đường hoa sen NR, các bác cắm ngang này cho em nhé. Và nhiều trường hợp là anh em muốn kết nối thêm loa hoặc là chấm điện thì các bác có thể kết nối đường output này ra cho em. Đó, chúng ta có thể kết nối đường out ra này. Đó, con này nói chung là em thấy là khá là nhiều tính năng. Rồi bên dưới thì chúng ta sẽ có cái đường này, là cái đường mà chúng ta có thể là sạc nguồn 12V nhé. Đấy, 12V là gì? 12V là tức là không phải là điện lưới. Trong cái trường hợp mà anh em di chuyển trên xe khách, ô tô thì nó sẽ có một cái nguồn của ô tô nó rơi từ tầm 12V thì chúng ta có thể sạc được ở đây. Còn bình thường thì chúng ta sẽ sạc điện 220 ở đây. Đó, và đây nó có cái khuyến cáo chú ý này. Sử dụng xong phải cắm sạc ngay, không để bình cạn kiệt sẽ làm hỏng bình nhé. Tức là cái bình ắc quy ở trong cái loa này này là các bác lưu ý là lúc nào cũng phải để nó có nguồn điện đi vào, chứ không để nó cạn nhé, để cạn thời gian nó hỏng bình các bác nha. Hai là khuyến khích sạc qua đêm hoặc trên 14 tiếng trước khi sử dụng, tức là họ muốn là chúng ta ví dụ ngày mai các bác sử dụng thì hôm nay chúng ta sẽ phải sạc thật là lâu để cho bình nó đầy nhé. Đó, thời hạn bảo hành 9 tháng hoặc không quá 14 tháng kể từ ngày sản xuất. Đó, thì đây là họ ghi rất là rõ ràng cho anh em, ok chưa ạ? Đấy, và công suất tất cả mọi thứ nguồn điện đây họ ghi hết. Đó, rất là ok về cái thương hiệu này, em đánh giá rất là cao. Đó, về kể cả là chất âm lẫn cái tiếng mic nó rất là hay, echo chúng ta không cần phải chỉnh nhiều, nó rất là thuần Việt. Đó, và đây là cái mẫu loa kéo đến từ Sơn Ca Media K Beatbox. Đấy, bát 40, và hiện nay chúng em đang bán với mức giá là 4.200.000. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp thì Tuyên Vũ để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.